Đấy, lúc nãy đi thì chưa có nước nhưng mà bây giờ đây về nước đã to này rồi. Mình đi vào suối à? Ui dồi. Ôi đường bây giờ là toàn nước chảy thôi. Vai. Ôi dồi. Nước chảy. Ui dồi, nước to quá. Nhanh lên, nước tàu nguồn về đấy. Anh ơi. Xuống ngay, xuống nhanh ơi. Nước tàu nguồn về rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Chết rồi, đi nhanh em ơi. Đi ra đi nhanh, xuống đi, xuống đi anh em. Nước đầu nguồn về đấy. Ui quét rồi. Ui dồi. Chạy nhanh. Bây giờ chúng tôi phải xuống nhanh, không thì nước ở trên đầu nguồn sẽ về trôi cả người đi đấy, không có đường xuống đâu. Hả? Chỗ nào? Đợi chú Hải. Quả ngay anh một tí nhá, sợ thật. Bây giờ mưa đang to, nước đang ở trên đầu nguồn về. Ui, cẩn thận. Ngã rồi. Cẩn thận con dao nhá, cầm cẩn thận. Bây giờ nước ở các khe nó mới chảy ra. Xuống nghe. Trơn chưa? Rất là trơn. Bỏ xuống rồi.
nguy hiểm quá nhỉ. Vẫn cố quay. Hả? Lý Hải đi yếu thì chậm, à đi nhanh thế. Ngã ô. Ôi thôi khả năng không quay đâu. Đi xuống trơn lắm. Không đi được. Bây giờ mưa quá, tôi đến đây rồi, xuống rồi, đến đây rồi, an toàn rồi. Tôi không quay nữa. Tôi đang chờ Lý Hải với cả Hiếu. Ở kia tôi còn cả mưa. Bây giờ đang mưa rất là to. Tôi đứng đây chờ. Đi vào trong rừng ngô rồi. Bứt ngô ở trong này. Thôi nhá. À, đường bọn tôi lên này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Có thể tôi kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tôi vừa trên cái rừng trúc rồi xuống đấy. Các bạn thấy kinh khủng không? Mưa ở trên đầu nguồn đang về rất là to, nước kia vượt qua rừng trúc này là bên kia đây. Đến tận đấy rồi. Được không? Tiếp không? Tiếp không? Đi này bao giờ chưa? Được quả dưa nào? Hả? Đây. Xin quả nào? To thế. Này mà có tí bột canh cấm rất là ngon nhờ. Dưa rừng chấm nước mưa. Ngon không? Ăn no dưa về á. Mà bây giờ đi cũng đi. Toàn mặc quần đùi đi, mẹ cứa cho đứt cái chân rồi. Toàn cỏ lem mà. Nước đang về to lắm đấy. Nước ở trên đấy. Nghe chảy rào rào rồi. Mòn nào? Đấy mình lên đây là anh trèo lên kia là tới đỉnh đấy. Đỉnh về đỉnh này ấy. Anh vượt qua rừng giúp anh nhìn xuống rồi mà. Ừ. Anh bằng cường hả? Mà lên rồi đi cái khe ấy. Khe nào? Khe mà nhìn bảo là hào ấy. Thôi lần sau ơi. Lần sau đi nó phải trời nó phải đẹp. Anh Hải ơi. Đi leo núi này đi từ thời tiết xấu có leo cái sợ đấy, sáng mát mà cấm lên hôm sáng đi mát đẹp trời à. Nói mà đi lên cái bản cái gái là mưa luôn. Nhưng là nhà nó mưa mà tháng hai lúc tháng mưa Lý Hải đâu rồi? Thôi bảo lấy thế thôi. À bây giờ nhiều không? Đi. Đeo túi đi, đeo túi xuống đi. Hiếu đeo túi đồ đi. Ui cẩn thận. Thôi vẫn cố quay đoạn này xuống cho các bạn xem nhé. Một đoạn thôi. Anh thì đang mưa khó đi lắm. Đúng rồi, anh trên kia anh ngã mấy phát liền, sợ thật.
trong video làm quả dưa nữa. Các bạn nghe sấm không? Sấm sét đang đùm đùm luôn. Anh từng là một đời say hồn. Anh à. Ui dồi, chớp ghê nha. Sấm chớp ghê thật. Này về không biết con điện thoại này có sao không nhỉ? Để được thay điện thoại mới thì đẹp. Bên này có dưa nhá. Bên này. Nhờ. Mệt lắm rồi, rét. Hôm nay đi xuống, đi lên thì nó nóng. Rồi đi xuống thì thấy rét. Từ từ các Cường ơi. Nghĩ hải đâu rồi? Đứng đây chờ Mỹ Hải nào. Đâu rồi? Chào các bạn đây. Quay thế thôi nhé. Tôi phải chú tâm mà đi. Sợ.
chào đi, chào bà con đi. Chào bà con nhé. Ừ. Hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo trong những ký sự rừng già nhé.